đặc sản chợ đêm nhá, chợ đêm Sapa này. Quán này quán gì anh? Anh ơi quán này quán đi. Đào à? Còn cái này là lê anh? Lê rừng hả? Bao nhiêu cân này? Chợ đêm nha, chợ đêm Sapa nha. Mua cái túi này. Không. Bây giờ mua của em rồi, không bao giờ là anh chị là em đã bán rồi, riêng anh em phải lấy gấp đôi. 40.000 này. Mai có cái mai em bảo nó chuyển tiền cho anh. Anh cho anh cái điện thoại đi anh chị. Đi đâu điện thoại sáng được rồi nha. Đi áo về làm quà cho bọn con đi. Có đủ size thì nói cho anh ạ. Đấy, khoai nướng này, trứng nướng này, cơm nam nướng nha. Cái kiểu là đều nướng luôn. Tất cả các con kiểu là đều luôn đúng không? Cả loại nướng đây. Nam tú anh ạ. À. Đồ nướng bên cái bàn nướng là nhiều món rồi. Đây là ẩm thực Tây Bắc nha. Ẩm thực Sapa này. Đây, đây là sữa, đây là cấp mách à? À đấy. Cấp mách à? Nhiều món rồi không thấy căn cố em nhỉ? Không thấy căn cố nhỉ? Anh ơi, luôn luôn. Đây nha. Gà này quay là gà gì nhỉ? Đây nè, để tôi biết ăn cố. Ăn thử đi anh. Ăn thử rồi. Ăn thử ở đâu? Ở quán. Mọi người, đặc sản chuyên đồ nướng nha, chợ đêm Sapa này. Đấy, đây là hai cái này, con gà đen này. Gà đen nha các bạn nha. Đấy. Gà đen chỉ có Sapa mới có đâu nha. Riêng đây là có cái món gà đen đấy, rất là ngon nha. Gà đen này chú ơi. Đúng anh bán đủ con chú ơi. Gà đen này. Con làm một nướng cô chú anh chị ơi. Ăn gì em vừa vào đây anh trai ơi. Đây là thịt trâu nhá, thịt trâu các bếp. Thịt trâu các bếp. Trâu các bếp này. Mắc ca. Đá đỏ. Để ngâm xanh. Đi em. Ăn đồ trường ở trên này của em gọi là trễ anh ạ. Anh chị ơi em mời vào đây đi, mình làm được con gà đen được nhá. Cái này là chả cá hồi ạ. Đặc sản Sapa đấy. Làm một xiên nhá chị nhá. Chả cá hồi. Thôi chị vừa ăn cá hồi xong. Vừa ăn cá hồi xong. Anh chị ơi em làm được con gà. Rồi. Con nướng chè bánh chua đi cô chú anh chị ơi. Đứa trẻ bánh chung ăn gì mưa đây chị ơi, chảy con ra bánh cho tàu trước trước cả tàu phố đây. Chè trôi nhé. Đây là chè trôi nhé. Trôi chè cũng được nhé. Chè hả? Chè hả? Mưa ăn gì mưa đây? Nó bao nhiêu một cục? 2-5 nghìn hả? Cái gì? Một bịch á? 2-5 nghìn một bịch. Một bịch là mấy cục? 5 viên. 5 viên hả? 5 cục.
đấy cho hạ. Cái đấy là 20.000, đấy cho 20.000. À cái đấy là 5 bịch ấy. 5 bịch. Là bao nhiêu tiền? 5 bịch 125. 4 bịch 100.000. 4 bịch 100. Ừ. Vậy là 5 bịch hay 4 bịch ạ? 4 bịch. Đây là bánh trôi tàu 25.000. Đây 100 đó. Trôi tàu à? Đây này. Cho nó thối lại thì được cần đây. Đấy là đặc biệt đấy, hoành tráng đấy. Cái đấy là nếp cẩm ăn cùng sữa chua. Cái này bánh trôi. Ngon lắm. Có 20.000 gốc à? 100.000 bốn gốc. Ở nhà tôi có 10.000. 30.000 cái đợi. 20.000 sữa chua nếp cẩm hả? 25.000. Trôi là không an toàn. Đúng rồi. Nói chung là không an toàn. Để mình nghe gì mà bạn ngồi trong gọi ạ. Con ơi. Dài dài.